Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học Bước 1. Thí sinh truy cập website đăng ký nguyện vọng trực tuyến, sau đó đăng nhập thông tin bằng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, mật khẩu và mã xác thực. Bước 2. Truy cập chức năng đăng ký thông tin xét tuyển sinh Màn hình thông tin đăng ký nguyện vọng hiện ra, thí sinh bắt đầu kê khai thông tin tại các mục từ 1-4 theo hướng dẫn bên dưới. Mục 1. Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển Thí sinh lựa chọn nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển nếu có và sắp xếp thứ tự nguyện vọng rồi nhấn tiếp theo. Mục 2, thêm nguyện vọng, thí sinh có thể nhấn thêm nguyện vọng để bảng thêm mới nguyện vọng hiện lên, thí sinh nhập các thông tin, thứ tự nguyện vọng, tên trường, tên ngành vào cửa sổ thêm mới. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, thí sinh bấm nút chọn để lưu thông tin. Sau khi thêm xong nguyện vọng, thí sinh nhấn nút tiếp theo trên màn hình 2, thêm nguyện vọng để chuyển sang mục 3. Tại màn hình mục 3, Nhập OTP, thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo như hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và chọn nút xác nhận đăng ký. Tại màn hình mục 4, xem nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh có thể kiểm tra lại toàn bộ thông tin nguyện vọng đã đăng ký và được hệ thống ghi nhận. Để sửa một nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng đó. Bước 3, thay đổi nguyện vọng, thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc xóa, sửa, thêm mới nguyện vọng. Lưu ý, để việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển thành công, thí sinh phải thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng.